Xin chào anh chị cô chú, hiện tại thì em Hảo đang có mặt tại một cái lô đất là hôm nay em Hảo sẽ giới thiệu cho anh chị mình. Đất này thì ngang là 5m và dài là 29m và nằm ở trên mặt tiền đường nhựa là rộng tới 8m lặng và nằm ở một cái khu nói chung là dân cư đông, cực kỳ đông như thế này nè anh chị. Đó, anh chị thấy nè, nhà cửa rất là đông như thế này nè. Và đất này thì có diện tích là ngang 5m, dài 29m, mặt tiền đường nhựa rộng 8m, có khổ cư là 100%. Và bây giờ thì không để anh chị chờ lâu thì em Hảo sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú mình cùng biết về sản phẩm này ạ. Và như anh chị mình đang thấy thì phía trước là một cái khung cảnh rất là đẹp và cực kỳ yên bình luôn. Thì đây anh chị mình có thể thấy là dân cư xung quanh ở đây á, là rất là đông luôn anh chị thấy nè. Đó, đông không? Và xung quanh đây á, là cây cối cũng khá là nhiều, cho mình cái không khí là rất là mát mẻ nè. Và cho mình cái lượng oxy nhiều thật là nhiều luôn nè anh chị ha. Dạ. Dạ rồi thì bây giờ em Hảo sẽ giới thiệu cho anh chị mình xem ha. Đầu tiên á thì đây là một cái khung cảnh ở cạnh cái lô đất của mình. Và đây cũng là cái con đường nhựa trước đất mình nha anh chị ha. Dạ rồi thì bây giờ em Hảo sẽ đi lại cái miếng đất và giới thiệu cho anh chị mình xem thật là rõ ràng và chi tiết về cái lô đất này nha anh chị ha. Dạ thì cái lô đất của mình á, thì nằm ở trên mặt tiền đường nhựa. Đường nhựa này á, thì em Hảo cũng đã có từng đo rồi, là từ ở mí, cái mí đường bên đây nè, mà đo ngang qua hết cái mí đường bên đây luôn là 12m. Tuy nhiên cái phần nhựa là 8m nha anh chị ha. Tuy nhiên cái phần làm nhựa là 8m. Còn cái con đường này á, thì đã rộng là 12m rồi anh chị ha. Đó. Còn từ cái lô đất của mình á là cách cái con đường nhựa này là 3m. Đó thì anh chị mình thấy có hàng rào trong đó đó. Dạ thì bây giờ em Hảo sẽ giới thiệu chi tiết cái sản phẩm của mình ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh chị mình có thể thấy là cái con đường nhựa trước đất của mình á là đường nhựa này là đường nhựa 8m. Đường điện thì đã có sẵn luôn và đặc biệt nữa là anh chị thấy nè, có đèn đường. Đó, có đèn đường luôn. Và mình không có cần phải sợ là khi mà mình chạy vào cái đất mình nó bị tối anh chị ha. Dạ. Yeah. Và em Hảo sẽ đi vào bên trong. Dạ. Yeah. Thì từ cái mí đường đi vào bên trong thì đây chính là cái cột đất của mình nha anh chị ha. Từ cái cột này dài qua bên tới, ngang qua chứ, ngang qua tới bên cái cột bên đây. Anh chị mình có thể thấy cái cột đây nè. Đó. Là 5m. Và điều đặc biệt á là trong cái hàng rào này thì anh chị mình có thấy có cái cột lớn nữa nè, cột cao nữa là chủ đã làm rào cho mình luôn rồi và đã có xây lên một cái bức tường nhỏ. Đó, xây lên bức tường nhỏ để mình phân biệt được cái lô đất của mình. Đó, và không có bị tranh chấp nha anh chị ha. Và anh chị có thể thấy là chủ đã rào cái lưới 40 hết rồi anh chị ha. Đó. Dạ. Thì anh chị mình thấy là bên trong á, là có những cái cây cột ở bên trong. Đó, cây cột cao rất là cao nha anh chị ha. Dạ. Và bây giờ thì em Hảo sẽ đi ra phía sau cho anh chị mình xem ha. Đất ở trên á, là ngang 5m và dài xuống là 29m nha anh chị ha. Bây giờ thì em Hảo sẽ di chuyển ra phía sau để quay cho anh chị mình xem nó rõ ràng và chi tiết hơn. Dạ rồi, trên đất thì rất là cao ráo, rất là bằng phẳng luôn ha. Anh em anh chị mình thấy nè, thì đây cái hàng rào này là hàng rào mà lô đất của mình nha anh chị ha. Dạ rồi thì bây giờ em Hảo sẽ đi ra phía sau cho anh chị mình xem cái lô đất của mình rõ ràng hơn. Dạ rồi thì mình có thể thấy thì đây là cái vị trí cuối đất của mình nha anh chị ha. Thì đã có hàng rào nè. Đây hàng rào lưới B40, cái cột này. Và đi ngang qua tới cái cột bên kia, cái cột thứ ba bên đó đó anh chị, là 5m. Ở trong hàng rào thì anh chị mình có thể thấy nè. Đó.
trong đất của mình rất là cao ráo luôn. Và nếu như anh chị mình thích cái lô đất này, muốn mua ngay á, mà muốn em Hảo á, là dọn cái phần cỏ bên trong, thì em Hảo sẽ mướn người dọn cho anh chị mình luôn nha. Đó, em Hảo sẽ chịu cái phần đó, dọn trong cái phần đất cho anh chị mình luôn. Đó. Còn cái về cái phần mà rào thì anh chị thấy nè, đã rõ ràng như vậy rồi. Đó, đã rõ ràng luôn rồi. Thì đất của mình á là không có bị tranh chấp. Và điều đặc biệt nữa là em muốn nói với anh chị á, là đất của mình á là đã có 100% hữu cư. Đó. Đã có 100% hữu cư, trừ cái phần lô giới ra. Đó, trừ cái phần lô giới ra, còn đất thì có 100% hữu cư rồi anh chị ha. Thì anh chị không có cần lo gì cả ha. Và bây giờ á thì em Hảo sẽ lấy cái cuốn sổ mà photo ra quay cho anh chị mình xem ha. Dạ anh chị ha, thì đây là cuốn sổ photo mà em Hảo photo của một anh khách anh gửi cho em Hảo bán anh chị ha. Thì bây giờ em Hảo sẽ đọc cái thông tin địa chỉ. Thì địa chỉ đất là ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Và diện tích đất là mình có thể thấy đây 146m2 ha. Và mục đích sử dụng là sử dụng riêng nha anh chị ha, sử dụng riêng. Và đất ở nông thôn là 100,5m. Còn đất trồng cây hàng năm là 45,5m. Tại vì cái phần đất đó là cái phần lộ giới nha anh chị ha, mình có thể thấy. Thì đây, đất của mình ở phía trước là ngang 5m. Và phía sau vẫn là ngang 5m nha anh chị ha. Và dài nè, cái độ dài của nó là 29m nè, mình có thể thấy. Thì cái phần lộ giới thì anh chị mình có thể thấy rồi đó. Thì đường này lớn mà anh chị, đường này đường liên xã, đường nhựa rất là lớn, nên là mình có thể thấy là cái phần lộ giới nó nhiều. Tuy nhiên á là cái phần lộ giới này á là đã làm đường rồi đó, đã làm đường rồi anh chị thấy nè. Lúc trước cái đường này nhỏ xíu á và đã làm đường rồi. Và hiện tại thì đất của mình á là cách cái con đường này á là khoảng 3m lận anh chị ha, cách khoảng 3m lận anh chị. Thì anh chị không cần lo về vấn đề gì cả ha. Và em Hảo sẽ tiếp tục là bây giờ em Hảo sẽ di chuyển đi ra tới ngoài đường DT782 và đi ra tới ngoài ngã tư nông trường cho anh chị của chúng mình cùng xem nha ha. Và đầu bây giờ thì em Hảo sẽ công bố cái giá cái lô đất mình ha. Thì đầu video em Hảo có đã nói đây là lô đất này á là em Hảo đang bán với cái giá là 150 triệu, 150 triệu một mét nha anh chị ha, 150 triệu một mét với mặt tiền đường nhựa này. Đó, thì lô đất này có giá là 750 triệu. Lô đất này có giá là 750 triệu anh chị ha. Và đó là điều đặc biệt nữa là lô đất này là có hộ cư sẵn, sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày. Dạ thì từ ngay vị trí đất thì em Hảo sẽ di chuyển tới ngã tư nông trường và quay cho anh chị của chúng mình cùng xem nha. Dạ đây là vị trí đất nè anh chị ha. Và bây giờ thì em Hảo sẽ di chuyển từ ngay vị trí này đi ra tới ngoài đường ngã tư nông trường cho anh chị mình xem. Dạ nếu mình rẽ phải thì anh chị mình sẽ thấy là từ đây mình di chuyển đi ra ngoài tầm khoảng 6 cây số là mình sẽ đi ra ngoài huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu nha anh chị ha. Còn nếu mà mình rẽ trái thì mình sẽ đi về với lại là khu công nghiệp Phước Đông. Và bây giờ thì em Hảo sẽ di chuyển ra khu công nghiệp Phước Đông để cho anh chị mình xem ha. Thì anh chị có thể thấy là đây có một cái tiệm tạp hóa nè, đó. Và đằng kia thì có trung tâm mua nội thất rồi điện rồi nói chung là máy quạt, nói chung là rất là nhiều ha. Đây nè, bên đây anh chị ha.
Thì hai bên thì anh chị mình có thể thấy là nhà trọ cũng khá là nhiều nè. Đây nè anh chị thấy kiosk nè, nhà trọ nè ha. Còn đây là lẩu nướng BBQ nè. Rồi quán cà phê, nói chung là khá là nhiều. Từ ngay vị trí này thì chúng ta di chuyển đi ra tới ngoài đường DT782 á, nó chỉ có khoảng là 1,5 cây thôi, rất là gần. Hai bên thì anh chị thấy là kinh doanh mua bán rất là nhiều luôn. Tạp hóa, quán ăn, rồi cà phê sân vườn, rồi nội thất, rồi nói chung là đầy đủ luôn anh chị ha. Hai bên thì chủ yếu là xây nhà trọ là nhiều anh chị ha. Nhà trọ ở đây nhiều lắm. Thì bây giờ em Hảo sẽ quay cái đoạn chỗ này nhà trọ cho anh chị mình xem nè. Thì đây là có một cái nhà trọ Minh Hưng 1. Bên đây thì nguyên một dãy kiosk luôn. Nguyên một dãy kiosk luôn. Thấy chưa? Tại vì cái khu vực của mình á, là đất của mình á, nó gần với lại là cái khu công nghiệp Phước Đông, nên chị thấy nè, ở đây không thiếu thứ gì cả. Bệnh viện, rồi nhà nghỉ, rồi hotel, rồi nhà thuốc, nói chung là đầy đủ luôn. Và trường học mẫu giáo, rồi trường học mẫu giáo tư nhân, rồi ẩm thực, rồi nói chung là đầy đủ. Quán ăn, nhà hàng là không thiếu thứ gì luôn chị ha. Và chúng ta di chuyển ra tới đây á, là chúng ta đã đi ra tới ngoài đường DT782 rồi anh chị ha. Thì bây giờ chỉ còn khoảng là 50m nữa thôi thì chúng ta đã di chuyển tới ngoài đường DT782. Và chúng ta thì đây là ngay chỗ mà ngã tư nút giao của đường DT782, còn được gọi là tỉnh lộ 19. Thì mình chạy thẳng tầm khoảng là 500m nữa thì mình đã vào khu vực rồi của khu công nghiệp Phước Đông. Còn ở ngay vị trí này thì chúng ta sẽ thấy là có con cưng nè, và bên cạnh đó con cưng á, thì sẽ có Bách Hóa Xanh, nhà thuốc Long Châu, rồi FET Shop, rồi bên đây là điện máy xanh, nói chung là đầy đủ tiện ích nha anh chị ha. Và nếu như anh chị mình thích cái video này thì anh chị hãy bấm like và subscribe giúp Hảo nha. Và khi mà anh chị đã xem hết video này thì anh chị thấy video này, thấy cái sản phẩm này phù hợp với mình hay không. Nếu mà phù hợp với mình thì anh chị hãy gọi cho số điện thoại em Hảo ở trên màn hình là 0849 388 455 để gặp trực tiếp em Hảo và em Hảo tư vấn cho anh chị mình ha. Thì mình đã di chuyển tới đây á, thì em Hảo cũng sẽ nói luôn là mình đi ra tới đây á, là mình đã đi ra tới ngoài chợ Phước Đông rồi nha anh chị ha. Thì cái khu vực này là khu vực mà trung tâm của khu vực Phước Đông luôn nè. Đó, ở bên tay trái của em Hảo là chợ Phước Đông. Dạ rồi, thì tới đây thì video em Hảo sẽ kết thúc. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này và hẹn gặp lại anh chị với lại video sau nha. Và nếu anh chị mình quan tâm cái sản phẩm của em Hảo thì hãy gọi điện thoại cho em Hảo với số là 0849 388 455. Chào tạm biệt anh chị với lại video sau.